Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có buổi tiếp Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, ngài An Min Sik cùng phu nhân đến chào tạm biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng thời gian qua, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các doanh nghiệp đối tác công dân Hàn Quốc, đồng thời gửi lời chúc ngài An Min Sik hoàn thành tốt nhiệm vụ mới do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giao phó. Mong muốn trên cương vị mới, ngài sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong việc gắn kết quan hệ với các địa phương đối tác Hàn Quốc, giới thiệu thêm các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Đà Nẵng. Đáp lại thỉnh tình của lãnh đạo thành phố, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, ngài An Min Sik cảm ơn chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho bản thân ông trong nhiệm kỳ công tác, đồng thời bày tỏ vui mừng trước tình hình hiện nay. Các hoạt động giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục, văn hóa giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc đã có nhiều khởi sắc sau COVID-19. Đây là những tín hiệu tốt đẹp, khẳng định mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc nói riêng, giữa Hàn Quốc và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển toàn diện, bền chặt.